Bộ trưởng Indonesia, người nghèo phải lấy từng lớp giàu có để thoát nghèo. Theo một bài viết đăng tải trên tờ Jakarta Post vào hôm 20 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Indonesia, ông Muhadi Afedi đã nhấn mạnh việc trong chiến lược giúp giảm tỷ lệ nghèo của đất nước, những người giàu có nên kết hôn với các đối tượng trong gia đình có thu nhập thấp. Ngoài ra, ông Muhadi còn dẫn chứng có tới 5 triệu trong số 57,1 triệu hộ được xếp vào loại nghèo. Nếu cộng thêm số hộ cận nghèo thì có tới 15 triệu hộ và từ đó dẫn tới một loạt hệ lụy xấu như tăng nguy cơ suy dinh dưỡng cùng nhiều loại bệnh tật khác. Nếu chú rể đã nghèo, kết hôn với một cô dâu có gia cảnh ngang bằng, từ đó lại tiếp tục có một gia đình nghèo, đó là vấn đề đang tồn tại ở Indonesia. Các bậc phụ huynh hãy thay đổi cách suy nghĩ và đừng cho là xấu hổ nếu con họ kết hôn với một người có gia cảnh nghèo khó, bởi đây chính là hành động đáng tự hào nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo. Ông Muhadi còn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia Fatun Razi ban hành một fatwa, có nghĩa là phán quyết tôn giáo từ chính quyền Hồi giáo để cung cấp hướng dẫn, ra lệnh người nghèo tìm người giàu để kết hôn và ngược lại. Người giàu nên tìm người nghèo, còn người nghèo nên tìm người giàu. Hội đồng Ulema của Indonesia, gọi tắt là MUI, một trong những tổ chức Hồi giáo phụ trách ban hành fatwa, đã hoan nghênh đề xuất của ông Muhadi. Có nhiều gia đình nghèo và đôi khi có những quả phụ bị chồng bỏ lại, họ phải nuôi con trong lúc kiếm sống. Nếu có một người đàn ông giàu thích cô ấy và cô ấy cũng thích lại anh ấy thì thật tuyệt. Bạn nghĩ sao về chia sẻ này của Bộ trưởng Indonesia? Bạn đã tìm thấy người cùng mình thoát nghèo chưa?